Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết, Washington không ảo tưởng về cuộc phản công của Ukraine, thừa nhận rằng Kiev đang ở trong một cuộc chiến khó khăn. Lầu Năm Góc thừa nhận cuộc phản công của Ukraine sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng do Nga đã thiết lập được các vị trí phòng thủ vững chắc. Phát biểu với các phóng viên, ông Ryder được yêu cầu phản hồi về những lời chỉ trích rằng Mỹ đã quá chậm chạp trong việc cung cấp cho Ukraine xe tăng, tên lửa tầm xa và các hệ thống vũ khí khác, do đó đã cản trở cuộc phản công của Kiev. Ông Ryder nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh đã rất tích cực trong việc cung cấp cho Ukraine nhiều khả năng, nhưng thừa nhận rằng Lầu Năm Góc không ảo tưởng rằng đây là một cuộc chiến dễ dàng. Ông cho rằng vấn đề thực sự là Nga đã có thời gian để xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc ở các vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát. Ukraine đang chiến đấu với Nga và đó sẽ là một cuộc chiến khó khăn, quan chức này nói. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ đã huấn luyện cho người Ukraine từ năm 2014 và Washington tin tưởng rằng lực lượng của Kiev có sẵn năng lực chiến đấu đáng kể và họ sẽ sử dụng điều đó vào thời điểm và địa điểm do họ lựa chọn.